Minh Châu chào các anh chị kính mến, chào các bạn hữu thân thương. Để trở lại với kênh, hôm nay Minh Châu mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng một loài hoa mang tên là hoa tử đằng. Nàng hoa tử đằng có một cái chuỗi hoa dài tuyệt đẹp. Hoa tử đằng là cái loài hoa mang nhiều ý nghĩa cao đẹp, cùng với cái vẻ đẹp huyền ảo, diễm lệ, quyến rũ, đã trở thành loài hoa được ưa thích ở nhiều nước trên thế giới. Ở Nhật Bản thì hoa tử đằng được ưa chuộng, nó chỉ xếp sau hoa sakura anh đào. Đây cũng được coi là thiên đường của cây hoa tử đằng và cũng là một cái đặc điểm nổi trội khiến thu hút đông đảo khách du lịch ở các địa điểm đến tham quan ở Nhật Bản. Cây tử đằng nó trổ hoa từ tháng 4 đến tháng 5. Cây tử đằng ở Nhật Bản có hoa và lá cùng xuất hiện một thời gian. Còn ở Trung Quốc thì hoa nó nở trước rồi lá nó ra sau. Với cái màu tím nguyên thủy, hoa tử đằng thể hiện một tình yêu gắn bó, lãng mạn và khởi đầu cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Hoa tử đằng màu trắng là món quà để nói đến sự trong trắng và sự may mắn trong cuộc sống. Bông hoa tử đằng màu trắng nó mang ý nghĩa tình bạn chân thành nhất. Hoa tử đằng thể hiện một tình yêu gắn bó, lãng mạn và khởi đầu cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Như chúng ta biết đó, thì là hoa tử đằng ở Nhật Bản nó nở vào tháng 4, tháng 5. Chúng thường lên hoa theo chiều kim của đồng hồ. Trên thế giới hiện nay đã có rất nhiều loại hoa tử đằng, nhưng phổ biến nhất chỉ có hai loại nguồn gốc từ Trung Quốc và Nhật Bản. Ở Nhật Bản, hoa tử đằng rất được ưa chuộng, nó chỉ xếp sau hoa sakura anh đào và cũng được coi là một cái thiên đường của cây hoa tử đằng. Vì chính cái điểm đó đó mà thu hút được đông đảo khách du lịch ở các nước đến tham quan Nhật Bản. Như Minh Châu vừa nói đó, ở Nhật Bản đó, cây hoa tử đằng đó, nó xuất hiện một cái thời gian là hoa và lá nó xuất hiện cùng một thời gian. Còn ở Trung Quốc đó thì là hoa nó nở trước rồi lá nó nở sau. Minh Châu vừa gửi tới cả nhà một số điểm về hoa tử đằng. Minh Châu mời cả nhà cùng ngắm loài hoa tử đằng nhé. Thank you.
phim cũng Châu đến đây cũng khá dài. Mình Châu xin tạm dừng. Nếu thấy video hay thì hãy bấm like, share và subscribe. Cho Mình Châu xin một like, một chia sẻ để Mình Châu có động lực làm tiếp video hay cho cả nhà xem nha. Trước khi dứt lời, Mình Châu chúc cho cả nhà chúng ta có nhiều sức khỏe, an bình, hạnh phúc, nhiều may mắn trong cuộc sống và thành công trên mọi lĩnh vực. Một lần nữa, Mình Châu cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành với Mình Châu. Chúc cả nhà một ngày thật tuyệt vời. Ok, video của Mình Châu đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại.